đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có một nhà dân, trong hai ngày đã xảy ra hai vụ trộm xe khiến người dân vô cùng bức xúc. Theo hình ảnh camera, khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2021, một người nam đi bộ lại gần chiếc xe máy dựng bên đường trước một nhà dân trên đường số 3, sau đó người này mở khóa xe rồi chạy đi. Một người phụ nữ 33 tuổi là chủ nhân chiếc xe máy hiệu Vision bị kẻ gian lấy mất cho biết vụ trộm chỉ diễn ra trong vài giây nên mọi người trong nhà đều không hay biết cho đến khi xem lại camera. Tiếp đó, hơn 12 giờ trưa ngày 15 tháng 8 cũng tại nơi đây, một người nam mặc áo dài tay, quần dài, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đến trộm chiếc xe ba gác máy. Do không thể nổ máy chiếc xe này, kẻ trộm dắt bộ khoảng 200m trên đường thì người dân phát hiện truy đuổi, kẻ trộm bỏ lại xe ba gác máy rồi cùng đồng bọn chạy mất. Người phụ nữ bị mất xe máy đã gọi điện trình báo công an địa phương. Ngày 20 tháng 8 năm 2021, công an phường Bình Hưng Hòa B cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo vụ mất trộm xe máy. Công an cũng đã thu thập trích xuất camera an ninh tại khu vực để lập hồ sơ xử lý.